Xin chào anh em nha. Hôm nay mình test máy con máy 24 phách lớn nha. Xài biến áp E65 nha anh em. Đây hàng này mới về nha, chuyên đánh thiền nha anh em. Đây. Xài băm bích 3 chế độ nha. Tiếng kêu rất là khỏe nha. Rất là khỏe nha anh em. Anh em nào mua máy thì cứ liên hệ cho mình nha. Con này tính rất là ok nha anh em. Đây. Anh em nào liên hệ theo số điện thoại này cho mình nha. Cảm ơn anh em nha. Chào anh em nha.